Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái kỹ thuật để mà nuôi tôm ở môi trường nước ngọt nha các bạn. Thì về cái vấn đề đầu tiên đó là chọn ao nuôi các bạn. Thông thường thì các cái ao nước ngọt hoặc là ao nước mặn mà nuôi được cá thì tất cả đều có thể chúng ta cải tạo để nuôi được con tôm nha các bạn. Tuy nhiên á, bởi vì tôm nó không chịu được cái nước thiếu oxy và khi lột xác thì nó nằm xuống cái đáy ao các bạn, do đó chúng ta cần phải chọn những cái ao mà nó có cái chất nước trong, không độc hại hoặc là ô nhiễm, cái nguồn nước dồi dào, cấp thoát nước dễ dàng, ít bùng lắng, là giao thông cũng như là nguồn điện thuận lợi các bạn. Thì cái ao nó phải tương đối màu mỡ, gần nguồn nước, chúng ta có thể thường xuyên tháo nước mới vào hoặc là ra, hoặc là cái nguồn điện nó thuận tiện, chúng ta có thể tăng cái lượng oxy bằng các cái dạng thiết bị máy móc các bạn. Thì cái này thường hay là dùng để chúng ta nuôi tôm nhé các bạn. Tuy nhiên nếu như mà ao nó quá màu mỡ các bạn thì tôm nó thường xuyên nổi đầu, không có cái nguồn nước và cái nguồn điện á, thì chúng ta không nên chọn để mà nuôi tôm, các bạn lưu ý nhé. Và cái vấn đề thứ hai á, là tiêu độc cho ao các bạn. Thì trước khi mà thả tôm á, chúng ta nên rút cạn nước ở trong ao để cho cái đáy nó được phơi nắng. Chúng ta tu sửa bờ ao cũng như là cái cống hoặc là cửa cấp thoát nước chẳng hạn, chúng ta dọn sạch cái bùn lắng đi và các cái dạng cỏ tạp, thì chúng ta dùng các cái dạng thuốc tiêu độc triệt để cho cái ao để chúng ta diệt các cái dạng sinh vật gây hại cho tôm. Thì cái cách mà chúng ta tiêu độc cho cái ao tôm nó cũng tương tự như là tiêu độc cho cái ao nuôi cá nước ngọt thôi các bạn. Thì tôi đã có phân tích cho bạn một cái bài về cái phần chúng ta nuôi cá rồi, các bạn xem lại và đỡ giúp tôi nhé. Thì về cái chăm sóc chất nước các bạn, sau khoảng 7 đến 10 ngày dọn sạch ao nuôi thì các bạn tháo nước vào. Chúng ta lưu ý là chúng ta cần phải lắp thêm một cái tấm lưới lọc nha các bạn, để chúng ta ngăn chặn các cái sinh vật gây hại nó có thể theo nước vào trong ao chúng ta. Và tôm con các bạn thường nó còn yếu và cái khả năng bơi cũng như là tìm kiếm chức năng nó rất là kém. Chủ yếu là nó ăn các cái dạng động vật phù du như là côn trùng thủy sinh thân mềm. Do đó thì thức ăn tự nhiên ở trong ao nhiều hay là ít nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tỷ lệ sống và cái tốc độ sinh trưởng của tôm chúng ta. Và đặc biệt lưu ý này nhé. Cho nên là sau khi mà các bạn dọn sạch ao á, chúng ta cần phải bón từ khoảng 0,3 đến 0,45 kg phân chuồng đã ủ chua trên 1 mét vuông ao. Mà lưu ý. Hoặc là chúng ta bón khoảng 2 đến 4 gram phân đạm và 0,2 đến 0,4 gram phân lăng trên 1 mét khối nước, để chúng ta nuôi dưỡng các dạng sinh vật phù du ở trong ao, làm cho nước ao nó có màu xanh nâu hoặc là màu xanh vàng. Thì sau khi mà các bạn xem cái tình trạng chất nước á, thì để chúng ta bón cái dạng phân cho nó phù hợp nhất nhé các bạn. Và nếu như các bạn dùng cái ao nước ngọt để nuôi tôm nước mặn á các bạn, thì các bạn phải điều tiết lại cái độ mặn của chất nước mà nó đạt tới cái tỷ trọng từ khoảng 1,001 và chúng ta duy trì cho đến khi mà con tôm chúng ta nó trưởng thành, để các bạn có thể đảm bảo tỷ lệ sống của tôm nó cao nhất nhé các bạn. Thì các bạn có thể điều chỉnh cái độ mặn của nước ao bằng cách là các bạn bỏ khoảng 11 gram nước biển, khoảng 17 phần ngàn cho mỗi mét khối nước. Và về cái việc chúng ta gây màu nước các bạn, thì để mà nuôi tôm á, chúng ta phải gây màu cho nước ở trong ao. Nếu như mà nước quá đục các bạn, nó sẽ khiến cho con tôm chúng ta nó không có sống nổi đâu. Và cái quá trình mà gây màu đất các bạn nó hiệu quả nhất chính là chúng ta sử dụng cái phân vi sinh. Các bạn chú ý nhé, sử dụng phân vi sinh. Chúng ta có thể tự ủ cái phân vi sinh nhưng mà nó thường mất thời gian lắm các bạn. Thì nếu như các bạn nuôi tôm nước ngọt chuyên nghiệp á, thì thường chúng ta hay đi mua các cái dạng phân vi sinh để chúng ta sử dụng. Và đợi khi nào mà nước trong đến khoảng 40 cm tính từ bề mặt là được nhé các bạn. Thì cái phần chuẩn bị tiếp theo các bạn chính là cái quạt nước. Thì trong mỗi cái ao nuôi tôm á, các bạn đều phải có cái quạt nước để chúng ta cung cấp oxy cho con tôm chúng ta. Các bạn lưu ý nhé, ta phải có cái quạt nước. Thì cái này tôi sẽ nói chi tiết hơn cho các bạn trong cái quá trình chăm sóc tôm. Thì về cái phần chọn giống các bạn, thì để có một cái mẻ sức tôm chất lượng cũng như là đạt hiệu quả cao thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chọn lựa rất là tỉ mỉ từ cái giai đoạn ban đầu rồi. Nhưng mà trong quá trình chọn ta có rất là nhiều con tôm, có thể là đến hàng triệu con tôm giống từ những cái trại chẳng hạn. Vậy thì chúng ta phải chọn như thế nào cho nó hợp lý. Thì về cái phát hiện bệnh á,
thì khi các bạn nhà chăn nuôi hoặc là các bạn là kỹ sư hay là các bác sĩ về thủy sản, không có ai chắc chắn những cái con tôm giống nó sẽ hoàn toàn khỏe mạnh đâu các bạn. Thì để mà biết được những cái điều này á, nhất định chúng ta phải sử dụng các cái biện pháp kiểm tra. Và một trong các biện pháp đó là cái PCR, hoặc là các bạn có thể dùng các cái bộ kit, bộ test ở bên ngoài thị trường rất là nhiều, hoặc là các bạn gửi cái mẫu đi để người ta test cho các bạn. Chúng ta không thể nào chúng ta nhìn mắt thường mà chúng ta biết con tôm chúng ta nó tốt hay không được. Nên các bạn lưu ý cái này. Nhất là đối với những con tôm giống mà người ta bắt về, cho nên là cũng các bạn mua thì các bạn nên lựa chọn những cái trang trại cũng như là có được cái sự tư vấn từ các cái sở nông nghiệp phát triển nông thôn nữa hàng. Thì người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn ở các cái trại nào mà có nguồn giống tốt thì các bạn nên sử dụng cái trại đó. Và chúng ta cũng nên kiểm tra định kỳ, ví dụ như PCR hoặc là bộ kit test để chúng ta xem cái nguồn giống ra nó có tốt hay không nhé các bạn. Và về cái kích thước tôm á, thì cái phần mà kích thước tôm nuôi giống các bạn phải chọn những cái con đều nhau nhé các bạn. Bạn không có những con lớn quá, cũng không có những con nhỏ quá, vì nó sẽ cạnh tranh với nhau đấy. Và tổng kích thước của tôm á, nó phải đúng với cái độ tuổi, thì sau này các bạn mới thuận lợi trong quá trình các bạn quan sát cái sự phát triển của nó. Và về cái việc mà vận chuyển tôm á bạn, thì các bạn phải có cái địa điểm nuôi tôm ở xa cái khu vực thả, cho nên là quá trình vận chuyển á, nó phải đảm bảo các yếu tố an toàn nhé các bạn. Thì chúng ta tuyệt đối không được để nước đựng tôm quá nóng, quá bí, quá đục hoặc là quá lạnh chẳng hạn. Thì cái nhiệt độ tốt nhất nên bằng với nhiệt độ của ao thì nó sẽ rất là dễ để con tôm nó thích nghi. Cho nên đó là cái tại sao mà trong quá trình thả giống á, thì chúng ta hay để cái bọc của cái giống đó ở trên nước khoảng chừng 5 phút hoặc là 10 phút để cho cái nhiệt độ giữa cái nước ở trong cái bọc mà chúng ta chứa tôm giống và nhiệt độ nước ở trong cái khu vực ao của chúng ta nó gần tương tự nhau, chúng ta mới thả ra như vậy nó sẽ hợp lý nhất nhé các bạn. Thì để mà có kiến thức tốt nhất trong quá trình mà các bạn chăm sóc cũng như là chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý ở trên cá, tôm, lươn, cua hoặc là các cái loài động vật như là chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu vân, thì các bạn có thể đăng ký cái khóa đào tạo của thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau khóa học sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học á, thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì các bạn cũng có thể liên hệ với sĩ Dương nhé. Thì về cái phương pháp thả giống á, như tôi nói các bạn á, đây là sẽ phân tích chi tiết hơn các bạn. Cái cách thứ nhất á, là các bạn có thể sử dụng các cái bọc tôm mới chuyển về bằng thả lên mặt ao khoảng 10 đến 15 phút để ta cân bằng cái nhiệt, rồi sau đó chúng ta mới thả ra nhé các bạn. Cách hai á, thì các bạn thường áp dụng cho trường hợp cái độ mặn của nước ở trong bọc tôm mà độ mặn của cái nước ao nó chênh lệch khoảng 5%, thì tôm mới chuyển về các bạn cần có một cái thời gian thuần hóa ngay tại ao để tôm nó thích nghi dần với cái độ mặn của nước ao và các yếu tố môi trường trong ao. Thì các bạn cần phải chuẩn bị một cái thau lớn dung tích khoảng 20 lít và cái máy sục khí. Thì các bạn đổ các cái bọc tôm vào thau, khoảng 10.000 con một thau nhé các bạn, chúng ta sục khí. Đồng thời các bạn cho thêm cái nước ao vào thau từ từ để cho tôm nó dần thích nghi. Và sau 10 đến 15 phút thì các bạn nghiêng thau từ từ cho tôm nó bơi ra ngoài cái ao. Thì vậy sẽ hợp lý hơn. Thì về cái quá trình mà chăm sóc tôm á bạn, cái giai đoạn này nó sẽ quyết định đến cái sản lượng của cái ao tôm chúng ta. Cho nên là nhất định các bạn phải đầu tư và chú trọng cái này, rất là quan trọng nha các bạn. Về cái thức ăn á, các bạn cần phải cho tôm bổ sung cái dạng chất dinh dưỡng tốt nhất. Thường xuyên điều chỉnh được cái lượng thức ăn theo cái độ lớn của con tôm chúng ta. Và để thực hiện chính xác việc này, các bạn phải quan sát cái kích thước cũng như là cái mức độ của con tôm ta nó ăn nhiều hay ít để chúng ta điều chỉnh nhé các bạn. Và về cái bữa ăn á, thì mỗi ngày các bạn phải cho con tôm ăn khoảng 5 bữa các bạn. Nhưng mà trong 5 bữa đó, các bạn phải đảm bảo đủ dinh dưỡng, khoáng, vitamin để cho nó phát triển nhé các bạn. Và về cái vấn đề kiểm soát nước á, thì các bạn cần phải cân bằng cái độ pH của nước hàng ngày hoặc là hàng tuần, độ mặn, độ chua, nồng độ oxy, các cái khí độc, tảo, vi khuẩn, rác thải, vân vân. Tất cả những yếu tố này á, các bạn phải so sánh và kiểm tra hàng ngày nhé các bạn. Các bạn nên có cái cuốn sổ chúng ta ghi chép lại. Và một tuần các bạn thay nước khoảng 30% trong một lần để chúng ta đảm bảo được cái sức khỏe con tôm, chứ không phải chúng ta thay một lần chúng ta thay 100%, thì như vậy con tôm nó rất là dễ chết. Các bạn lưu ý vấn đề này giúp tôi nhé. Và về cái gây màu nước các bạn, thì các bạn thường xuyên chúng ta định kỳ
các cái dạng vi sinh để chúng ta cân bằng cái màu nước, đừng có để nước quá đục hoặc là quá trong thì cái con tôm của ta nó sẽ nổi đầu nó chết đó bạn. Và bảo vệ tôm các bạn thì tôm nó cũng rất là dễ bị tấn công bởi những cái con vi sinh vật khác như là cua, cá lớn chẳng hạn. Cho nên là chúng ta phải bảo vệ và chúng ta có những cái quây lưới ở cái khu vực mà cáp thoát nước đó, như tôi nói các bạn, để chúng ta bảo vệ con tôm chúng ta. Và về cái quạt nước á, các bạn chú ý là cái quá trình này chúng ta phải thực hiện tùy vào cái độ tuổi của con tôm nhé các bạn. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên để đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm cái bài học khác một cách nhanh nhất. Cũng như là các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc hợp pháp, thuốc chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu và các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua và các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903153057. Các bạn hãy liên hệ với Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi thì bạn cũng có thể liên hệ với bác sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.